Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay á, mình sẽ mặn thịt con thỏ này để mình ăn mừng 100.000 người đăng ký nha. Để ngũ vị hương thì nó sẽ thơm á. Mình sẽ cho một hũ sa tế. Mình sẽ trộn đều gia vị lên rồi mình sẽ chà vô thỏ để mình nướng. Lần đầu tiên mình ăn món này á, không biết là một hồi nữa nó sẽ như thế nào, một tí nữa mình ăn mình cảm nhận rồi mình nói cho các bạn biết nha. Ừ, nhìn nó hấp dẫn quá. Con thỏ nó đã chín rồi, nó thơm quá. Giờ mình sẽ gấp ra chuẩn bị thưởng thức nha. Nóng quá nè. Nhìn hấp dẫn quá. Mình mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình nha. Món này cho mình xin phép ăn bóc luôn nha. Thì mình sẽ cắt cái đùi của nó trước đi. Thơm lắm các bạn ơi, nhìn hấp dẫn quá nè. Hôm nay á, mình làm clip này á là mình ăn mừng 100.000 người đăng ký luôn á, mà bữa giờ mình suy nghĩ hoài mình không biết á làm món gì để ăn mừng. Cái là món thỏ thì chưa bao giờ mình ăn á, hôm nay mình sẽ ăn thử rồi mình sẽ nói cho các bạn biết á là món thỏ nó như thế nào nha. Nè, nhìn chén nước chấm của mình nè. Dai ngon lắm các bạn. Mình ăn nó thơm giống như mùi thịt gà. Cái sớ thịt nó bự nè. Con này nó dai nè. Ngon quá. Sớ thịt nó bự mà nó dai ngon. Chưa bao giờ mình ăn thịt thỏ luôn á.
Hôm nay là lần đầu tiên ăn. Nó dai. Dài quá, cắn không nổi luôn á. Thịt thỏ rất là ngon. Ăn cũng giờ sai mồi nữa. Mà ngon không thể thiếu bia nha các bạn. Trước giờ mình cũng muốn ăn thịt thỏ mà hôm nay ăn thấy ngon quá các bạn ơi. Hôm nay mà dứt hết nguyên con thỏ thì chắc uống nguyên một thùng bia á. Thịt của nó cứng mà nó dai. Ốc vàng á. Cái đùi mà không hết luôn các bạn, thịt quá trời luôn. Các bạn nhìn da đó vàng ươm luôn á, thấy không, y như là thịt quay vậy chứ không phải thịt nướng à. Ngon quá. Mình mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình á. Bạn nào mà chưa ăn thử nên ăn thử món này, ngon lắm. Không ăn là uổng nửa cuộc đời luôn. Mình sẽ bẻ thêm một cái đùi nữa nha. Ủa, nó dai quá các bạn ơi, thấy không? Thấy thịt nó dai không nào? Đó, nó còn hơi nóng luôn là bốc lên. Giờ mình sẽ chấm muối. Nè, các bạn coi chén muối của mình nè. Còn dai quá các bạn ơi. Con thỏ này nè, mình nghe người ta nói á là ăn thịt nó sẽ bị bở, không có ngon á. Nhưng mà hôm nay mình ăn á, mình thưởng thức được thì mình thấy con thỏ này nó rất là ngon. Ăn thịt nó dai, mùi của nó thì giống như là thịt gà vậy các bạn. Các bạn nhớ là mình mần thịt thỏ là mình sẽ treo tầm cỡ 3 tiếng. Sau đó các bạn hả ướp rồi mình hả nướng thì thịt nó sẽ dẻ lại, nó dai á, nó ngon. Chứ mình mần liền thì chắc nó không ngon đâu, nó sẽ bị bở. Rồi coi nó dai nè. Đó các bạn thấy không, nó dai. Nó cũng muốn ăn nữa các bạn, nó chạy luôn.
các bạn cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Bye, I love you.